truyền thông cơ thể hấp dẫn gửi cảm tập hẹn khoa của các Miss Universe Việt Nam 2024. Các cô gái sẽ được thể hiện hết mình và tôi tin rằng đây sẽ là kỳ quan sân khấu hấp dẫn nhất trong số các kỳ quan sân khấu được thể hiện tại Miss Universe Việt Nam 2024. Và bây giờ xin mời kỳ quan sân khấu thứ hai. Như quý vị thấy trên màn hình, cảm hứng của kỳ quan sân khấu thứ hai được lấy từ hộp quà bước vào dịp Tết. Chúng tôi sẽ xây dựng những sân khấu đa năng và đa tầng để cho các cô gái của mình thể hiện những bộ trang phục dân tộc, tôi gọi là National Costume. Đến với Miss Universe Việt Nam 2024, National Costume sẽ được định nghĩa lại hoàn toàn khác. Chúng tôi sẽ phát triển những bộ National Costume, những bộ trang phục dân tộc này dựa trên các truyền thuyết, thần thoại, diện tích và địa tố của 54 dân tộc anh em, để từ đó làm bật lên, làm tự hào lên tinh thần dân tộc và tinh thần đoàn kết dân tộc của tất cả chúng ta. Như quý vị thấy trên màn hình, còn là hình ảnh của cô Tâm. Đây sẽ là một hình ảnh thể hiện ước mơ của các cô gái, kể cả từ phương Đông và phương Tây. Nếu như ở Việt Nam chúng ta có cô Tâm thì ở phương Đông, thì ở phương Tây chúng ta sẽ có nàng Cinderella và nàng Bảo Đen. Cả hai cô gái này đều đưa chân vào một đôi giày để biến mình thành công chúa. Và tôi tin chắc rằng đó cũng chính là ước mơ lọ đen của vô vàn của gái ngoài kia, muốn một lần được đổi mình, muốn một lần được đổi đời, muốn một lần được hóa thành thành công chúa trong chính giấc mơ của cuộc đời mình. Vậy thì các cô gái ơi, đừng ngại ngần đến với Miss Universe Việt Nam 2024, bởi vì đây sẽ là nơi chúng tôi tiến bước cho giấc mơ của các bạn, giúp các bạn từng bước thực hiện giấc mơ hóa thành công chúa của mình. Và tất nhiên quý vị thấy, với tất cả những gì chúng tôi đầu tư trong buổi họp báo, với tất cả công phu mà chúng tôi dàn dựng, thì năm nay giải thưởng Miss Universe Việt Nam 2024 cũng sẽ là một giải thưởng hết sức bất ngờ. Tôi xin tuyên bố giải thưởng của Tân Hoa Hậu Miss Universe Việt Nam 2024 sẽ là 2 tỷ đồng tiền mặt. Và bây giờ sẽ là lúc tôi đại diện cho toàn thể ban tổ chức Miss Universe Việt Nam 2024 tuyên bố phát động tuyển sinh Miss Universe Việt Nam 2024 trên phạm vi toàn Việt Nam. Nắng quá không thấy gì luôn. Được nắng quá sáng. Xong đứng rồi trời. Chụp vía, chụp vía bà ơi. Hợp hơn tóc dài. Hợp hơn. Hợp hơn. Với là thoải mái hơn. Con hợp hơn tóc suốt rồi. Xuống là xuống xe là chỉ nó hơi dầm dầm thôi, không á. Vô. Rồi, em UVN 2024 thì mang nghĩa là một cái khởi đầu mới cho Miss Universe Việt Nam, và những cái điều mà còn
bất ngờ nó sẽ còn diễn ra nữa, nên là Mai và tất cả mọi người cũng đang rất là ngóng chờ. Với Miss Universe Việt Nam thì đây là một chặng hành trình mới và đã qua rất là nhiều mùa rồi, và Trang cũng rất là hào hứng, không biết là ở mùa này Miss Universe Việt Nam sẽ tổ chức như thế nào và sẽ có thí sinh ra sao. Thì anh chị ấu lộng hai chị nghĩ là anh chị là cái mic vô hỏng liền, là anh chị chứ chưa là ai chị ai top ai bot. Đối với cái buổi họp báo hôm nay á, thì hai chị nghĩ là mình sẽ có thể hiện ra bao nhiêu chữ wow cho cái buổi hôm nay? Bao nhiêu chữ wow? Càng nhiều càng tốt. Hai chị đồng thanh một chữ wow giùm em. Một chữ thôi á? Một chữ rồi. Wow. Chữ mấy nó lố lên như vậy rồi, nó mới đủ. Một câu tiếp theo là hai chị có tham gia buổi giải năm nay không? Đoán xem. Nói chung là sẽ là một câu trả lời mở để cho tất cả mọi người cùng đóng chờ. Vậy thì có một cái gương mặt nào mà chị mong muốn là sẽ quay trở lại hay là sẽ đăng ký tham gia mùa giải năm nay? Sẽ có rất là những cái tên bắt đầu từ năm ngoái trước đi, rồi sẽ là Amelie, rồi Lily Vũ. Chị đợi hơi bị break. Ok. Ai nữa ta? Lily Vũ, Minh Tú. Hỏi lại câu đó, hỏi lại từ đầu. Lan Anh. Ừ, Lan Anh cũng làm cái tên hot Kim của năm ngoái đó. Kim Anh. Philippines. Em sẽ hỏi lại nha. Okay. Đâu là cái tên mà hai chị mong muốn sẽ tham gia mùa giải năm nay? Chắc là mình sẽ bắt đầu từ những cái tên của mùa giải cũ đi. Trong đó có Emmanuel nè, Lily Vũ, Kim Anh, Hờ Duyên nè. Còn ai không? Còn nhiều lắm. Các bạn và các bạn đang lớn. Còn những bạn thí sinh lớn mới nữa. Đúng vậy. Đắc Ho thì không biết. Yeah. Rồi cuối cùng là một câu nói để mà khuyến khích các bạn tự tin lên để đăng ký mùa giải năm nay. Khuyến khích các bạn tự tin đăng ký năm nay á hả? Mọi người ơi, còn chờ gì nữa? Miss Universe đang chờ các bạn. Vì cơ hội sẽ là không chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải biết nắm bắt. Và nếu đây là ước mơ thì mình thực hiện ngay thôi. Dạ rồi, em cảm ơn hai chị rất là nhiều. Dạ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Yeah. Ok, mình là top 5 của Miss Universe Việt Nam 2023. Dạ, yeah. Một câu nói chị có thể động viên hay khuyến khích các cô gái còn lo lắng chưa biết là có nên đăng ký được không? Không sao đâu mọi người, cứ đi thi đi, vì á thi không được thì mình thi tiếp, có gì đâu mà phải sợ đúng không? Cứ cháy hết mình đi, vì thanh xuân của mình có bao nhiêu đâu. Thanh xuân thì như một tách trà, uống đi uống lại là hết thanh xuân, nên là cố gắng lên nha cả nhà. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Cảm ơn Suna, dạ. Chị là Tiffany nha. Dạ, là không sự lo lắng nào thì chắc chắn là chị sẽ tham gia lại mình hay không. Thôi, chị cảm ơn em không trả lời. Em cảm ơn mọi người. Chị cứ đợi khi nào công bố mọi người sẽ biết. Đúng rồi, cảm ơn mọi người. Quên ơi, anh uống nó nhiều tóc á. Anh hôm nay thấy em mới nhiều tóc. Quá là keo lì luôn. Tóc em mới dài được 1 mét thôi. Anh tới đây được lúc mấy giờ đây? Tới đúng giờ em, 2 giờ. 2 giờ. Ủa có quốc một đường không cho mọi người quay? Có. Taxi quốc một đường không? Quốc đây luôn. Quốc đây luôn đi. Đây đi qua đây. Em đứng xích ra xíu rồi. Đó. Miss Nam được nha mọi người. Rồi, cảm ơn em nha. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.